Hôm nay mình nấu sốt bò bằm Bologna. Ở ngoài kia bạn có thể kiếm được rất là nhiều công thức để làm món này, nhưng đối với mình, công thức chỉ là công thức, nó không phải món ăn. Ngay cả khi bạn làm đúng 100% công thức thì hương vị ít nhiều cũng sẽ khác đi so với chính người viết ra công thức đó. Việc của bạn là làm sao để chuyển công thức thành món ăn ngon dựa vào kỹ năng nấu nướng của bạn. Ẩm thực là biển cả, mình chỉ là hạt cát giữa đại dương rộng lớn, suy cho cùng thì đó chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi. Bologna hay một cái tên khác là mít ragu. Ở Việt Nam chúng ta hay gọi là sốt bò bằm. Nhưng ở vùng sinh ra món ăn này, thành phố Bologna ở Ý, họ sử dụng cả bò, heo, bê và đôi khi cả thịt muối như pancetta, mortadella, prosciutto. Mình làm với những gì mình có thể kiếm được. Xin cảm ơn Lotte Mart đã tài trợ món ăn này với cái giá mà mình phải trả mà không được mặc cả là 197.000 đồng chẵn. Mình xin chia sẻ công thức không bí mật của mình cho bạn. Đầu tiên là mình nướng trái ớt chuông đỏ. Mình lựa trái nhỏ nhất trong siêu thị, khoảng 165 gram. Nướng cho nó chín mềm luôn nha. Bạn có thể chiên cũng được, hấp cũng được, nhưng nướng sẽ có mùi khói khói thơm thơm. Trong khi đợi thì mình chuyển qua chuẩn bị rau củ. Cũng như mi pois trong món Pháp thôi. Hành tây, cần tây, cà rốt cắt khúc lựu. Mình cắt nhiều để làm món khác, còn số lượng thì mình sử dụng là 60 g hành tây, 35 g cần tây và 35 g cà rốt. Cắt thêm 20 g thịt ba chỉ xông khói. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra video tiếp nhé. Ớt chuông được rồi, mình lấy ra ngoài, đậy nắp lại để không cho hơi nước bay đi. Bắc cái nồi lên bếp, cho chút mỡ bacon lần trước mình làm spaghetti carbonara vào. Cho bacon vào xào vàng. Rồi đến phần mi pois, xào mềm thơm thôi, không cần vàng. Được rồi thì để qua một bên. Giờ mình bắt cái chảo lên để xào thịt, cho vào xíu mỡ bacon. Bạn có thể xào trong nồi rau củ luôn nếu nồi của bạn lớn. Nồi của mình nó bé tẹo à, nên phải dùng chảo. Rồi cho 100 g thịt heo xay và 100 g thịt bò xay vào. Thịt xay nó sẽ ra nhiều nước lắm, nên cứ để lửa lớn cho nhanh bay hơi. Trong khi chờ thịt thì mình xử lý cái ớt chuông. Ớt chuông chỉ cần bỏ cuống và hạt, đem xay nhuyễn với ít sốt cà chua. Sốt cà chua này mình cũng tự làm, dễ ẹc à. Thịt vàng đều rồi thì cho vào nồi rau củ. Cho rượu vang đỏ vào khoảng 150 ml, để lửa lớn, nấu cho rượu đỏ cạn hết. Cho sốt cà chua vào xào chung. Tổng cộng lượng sốt cà chua mà mình dùng là khoảng 270 g, tính luôn cả phần xay với ớt chuông. Tới đây thêm khoảng 300 ml nước dùng gà nâu. Trắng nâu gì cũng được hết, nhưng nước dùng nâu sẽ làm cho thành phẩm đậm vị hơn. Không có nước dùng thì nước lọc cũng được. Rây hết phần sốt ớt chuông vào. Thêm vào sốt 2 bay leaf và một chút tiêu. Nêm nhẹ miếng muối tượng trưng thôi nha. Giờ cứ để cho nồi sốt sôi lăn tăn đến khi thịt mềm là được. Tùy vào loại bò bạn sử dụng, có thể 2 tiếng giống như mình hoặc là hơn, hoặc là ít hơn. Nên là trong quá trình hầm thì nhớ đảo đều để sốt không bị cháy và kiểm tra độ mềm của thịt nha. Sốt nếu mà có đặc quá thì thêm nước vào. Sốt của mình được rồi, tắt bếp thôi. 200 g thịt xay mà mình nấu được khoảng 500 g sốt. Giờ mình luộc miếng penne để ăn kèm. Vẫn nguyên tắc cũ, 1 lít nước, 10 g muối. Nước sôi thì thả penne vào luộc tới al dente thôi. Al dente là ở phần lõi của mì nó còn hơi cấn cấn lúc ta cắn vào, nó chưa có chín hoàn toàn luôn. Lõi nó còn một xíu xiu màu trắng trắng. Rồi vớt nguôi ra. Cho nguôi lại vào chảo. Cho phần sốt vào. Thêm chút nước luộc mì. Trong nước luộc mì đã có muối sẵn rồi.
Mình chỉ xay thêm ít tiêu vào là được. Đảo lên cho sốt bám đều vào mì, rồi ra dĩa thôi. Bào thêm miếng phô mai parmesan lên trên mặt. Như vậy là được rồi. Chúc bạn thành công nha.